Hello, hôm nay Phú sẽ làm phân hữu cơ tại nhà để làm cho để làm sao mà mình trồng được những cái cây mà nó ra trái tươi tốt như vậy mà nó sống khỏe. Mặc dù cái chậu này nhỏ xíu à, 2 gallon, nhưng mà mình vẫn nuôi nó bằng phân hữu cơ mình làm tại nhà. Cách tốt nhất thì mình phải chôn ngoài đất, nhưng mà Phố thì thích gọn gàng một tí xíu, cho nên Phố sẽ làm ở trong những cái thùng đen như vậy. Thùng này mình có thể mua ở Home Depot hoặc là Lowe's. Nó chỉ là đất thôi, đất bình thường thôi. Thì hàng ngày trong nhà bếp của mình đó, làm là mình có vỏ của bí, khóm, chôm chôm, vỏ của trái hồng, cà rốt. Bất cứ những gì mà mình có thể phân hủy được từ trong nhà bếp mà mình ăn được á, thì những cái thừa, những cái thải thay vì mình bỏ thùng rác thì mình nên bỏ vào trong một cái thùng như vậy. Phố cũng có cái ruột của vỏ bí, thì những cái trái bí mà Phố hái được năm nay đó là mọc trong những cái thùng này. Nó mọc cái cây ra và nó leo lên trên cây lê của mình. Mình hái được mấy chục trái mình không ngờ. Đây là cách mình làm, mình bỏ nó vô trong cái thùng như vậy. Mà chủ yếu là mình phải có đất nhá. Nếu mà mình để như vậy không á, nó vẫn phân hủy, nó vẫn phân hủy chứ không phải là không. Nhưng mà mình muốn nó nhanh một tí thì mình sẽ có cái bột này. Nó kêu là compost starter hoặc là bokashi, cái nào cũng được, nó sẽ giúp phân hủy lẹ hơn mà thôi, chứ không nhất thiết là phải có. Phố thì muốn nó phân hủy lẹ tại vì mình nấu ăn hơi nhiều á, mình không có đủ cái thùng để mà mình đựng, cho nên Phố sẽ dùng mỗi một lần mình rải như vậy là chừng một muỗng canh, tùy theo nhiều hoặc là ít rác nhà bếp. Sau đó đó mình sẽ cho đất lên. Đất nó có vi khuẩn, nó sẽ làm cho cái thức ăn của mình á, nó phân hủy lẹ hơn và nó che lại những cái rác nào mà nó được che lại á, rõ ràng là nó sẽ phân hủy rất là lẹ. Phố có những cái mọi người hỏi những cái câu hỏi như sau là nó có hôi hay không. Theo như mình á, nãy giờ mình đứng ở đây như vậy là nó không có hôi, nó thật sự là không thơm nhưng mà nó không có hôi. Nếu mà mình để không có đất, không có compost starter thì nó sẽ hôi nha. Nhưng mà khi mình lắp đất lên và mình để compost starter thì nó không hôi. Những ngày đầu á, sau khi mình để lên như vậy nè, 3 ngày á, thì Phố sẽ mở nắp như vậy, tại vì nó cần không khí lưu thông để nó phân hủy. Nhưng mà ban đêm á, Phố sẽ đậy nắp lại, bởi vì ban đêm sẽ có những con thú nó tới nó bươi, cho nên mình sẽ đậy nắp. Trong cỡ chừng một tuần lễ đầu thôi, là sau một tuần lễ nó phân hủy rồi thì mình cứ mở nắp suốt mà thôi, mình không đóng nắp lại sau khi nó đã phân hủy. Tại vì nếu mà mình đóng nắp hoài á thì nó sẽ không có không khí lưu thông, thì nó sẽ không có phân hủy. Những cái thùng này á, Phố có đục lỗ xung quanh, những cái lỗ nhỏ bằng ngón tay út hoặc ngón tay cái vậy nè, đầy hết luôn, cỡ mười mấy lỗ vậy đó. Mình đục lỗ cho không khí nó lưu thông, thậm chí trên cái nắp cũng có lỗ luôn. Ban ngày thì Phố không có đậy nắp, nhưng mà ban đêm nhớ đậy để chống những con thú nó đến. Cái cách này là mình tạo ra trùng và mình nuôi trùng bằng cách mình cho nó ăn thức ăn. Cái này là nước vo gạo. Nước vo gạo Phố không có đổ bỏ vô trong sinh, mà là Phố một là Phố tưới vô trong cái gốc này để mình nuôi trùng, hoặc là mình tưới vô cây của mình, chứ mình không đổ bỏ vô thùng rác nhé. Nước rửa cá, nước vo gạo mình giữ lại trong những cái xô này nè, mình tưới cây hoặc là mình đổ vô cái thùng làm phân hữu cơ của mình để mình nuôi trùng, thì phân của mình rất là tốt. Bà hai.